nước nồng. Tôi tưởng ngủ. Biển đây thì rất im mà do mô tô nước rồi nó chạy quen nó trồng trên thôi chứ con. This is my life in Vietnam. My life in Vietnam. Can you imagine? Đó là cá sương hồ á. Ăn thử thì ăn với ba thấy không có lúc lúc mấy người người ta ăn sống có ăn sống nữa bạn ăn bột đạt đó với nước mà hành đó đó sườn khô đó đây sườn khô đó đó sườn khô đó ở đây là sườn khô đây sườn khô mềm hết sườn khô đây là nó mềm xỉu bao nhiêu cu su vậy á nó không có cứng có màu khác rồi ở đây với thua nha tan như vuốt gót thôi cái tan gót người ta nó công ty lớn người ta nó cấy còn đây là tự thiên nhiên luôn đây thứ gì chú biết người hết ngồi từ xương khô là bây giờ mình cấm không cho lấy thôi còn ké đồ là ở đây rất ít do dân là chàng người ta nó biết hết chỉ nó bảo tồn xương khô thôi. Kind of floating house, kind of like a floating by the house. They not make money in different stuff, different ways. I really like it. Sau đó thèm chỗ này lắm, nó lấy chỗ này và dân làng chài với ủy ban người ta là không có cho. Nếu mà nó lấy cái bảo tồn là đẹp nữa. Nếu nó lấy là mình dân làng chài mất việc, công an việc làm. Chỗ đây là chuẩn bị là xong mùa du lịch đây cỡ tháng 8 bắt đầu là nổi một cái đường cái, mấy cái nhà lầu ở trước mình tiến đây là làm những cái đường cái xe á. Nguyên một cái đường 15, nó dây tổ vô 15 mét. Là mấy cái nhà đây là bi, mấy cái nhà tới mặt biển là bi. Còn bây giờ cái chỗ kia là đã cắt á. Chỗ kia nó đang cắt một cái khu nghỉ dưỡng cao cấp á. Đó, từ núi đó, từ đầu núi đó. Đó, bây giờ nó bỏ bóng nó làm á. Còn bữa nay là ở đây là, hồi trước là mấy nhà nghèo bây giờ thành giàu hết. Bên kia là cái gì, bên kia là cái gì? F là xe hết luôn. Đó, đó. Đó là em đưa cái dĩ con rồng nè. Vừa mới cắt cái 4 cái nguyên lè á. 4 cái lè sau hồi cắt mà dịch đó. Hồi nói bán cho Trung Quốc đồ gì á, 9 tâm phòng, 9 ngàn phòng gì á. Nó bốn cái chỉ đó luôn á. Nó làm sao á. Nó lên tới cái cổng kia này. Cái cổng kia bây giờ cái cổng kia có thằng Nhật Bản bây giờ cũng mới que đó cũng thơ chỗ đó. Nó cất khu nghỉ dưỡng cao cấp lần thứ 48 tầng mà chưa có lên hưởng gì tân biết. Đó cái cổng ổng á. Ủa Nhật á. Từ đây lên là toàn bộ là nó xí hết rồi. Hồi trước này ở đây là một rừng rương luôn. Hồi trước chiến tranh rồi á. Vậy nhờ cái hàng rương đó mình nước dễ mình đi chiến đấu được. Bây giờ nó phép sạch sạch luôn. Hồi đó mấy ông già là nhờ cái dàn dương đây mới quýnh được chiến đấu với kia mấy người ngồi xong nữa. Ở đây là mẫu ghe mẫu tính lên ngon lắm. Hồi trước cái dè đây nè, cái dè này hồi bán chân là lè, hồi đất mà còn rẻ bán chân là lè, bây giờ đất là lè, bây giờ đất là lè nó bán cũng 20-30 tỷ.
bán có 4 tỷ mấy thôi đó, bây giờ nguyên cái thằng sảnh ta lè bây giờ mới bán mười mấy tỷ nữa, giờ đó hồi trước nhiều đây đây, bây giờ túng đất không mà hồi trước mà reo quỳ gò hả, quỳ bụi đồ ở, bây giờ bắt đầu túng được cái, bây giờ ở đây nó bán đắt dữ lắm. Còn chưa có. Có rồi, mình đâu có chèo vậy chi mà. Có rồi mình đấu trời đâu để chèo chi. Chèo mà còn vô vụ hơn cái đó hả? Một lần biết nhiêu tiền? Ở đây là hồi trước là ở đây hồi trước là cứ nói là tôi dịch biên á, mà nói là tôi đi là bán nước luôn là đi không được á. Chứ mà nói mà đi mà dìa như yêu nước như bây giờ ấy, thì ở đây đã đi hết đi. Nó đi dịch biên hết rồi, đi qua Mỹ hết, thiệt luôn á. Tới đầu con là bắt đầu là hết nhận rồi. Mình đóng cửa, que bắt đầu là té như là hết. Mẹ con đồ đi ra ông này đồ té chứ, ra ông này nhớ con cái đồ. Dù mấy nhà mà đi ông này xin con đồ ấy. Nó tốn nó đi đi, đang đi xin mẹ ai mẹ nào cho đi. Đồ kiếu là hết. Ở đây nó đi chiều đi đông á, đi Mỹ á, đông á. Bữa nay nó đi nó đoàn tụ không à. Do gì một mẹ á, con gì đi qua đó bắt đầu bảo lãnh. Bảo lãnh bắt đầu mẹ bắt đầu đoàn tụ bảo lãnh con luôn. Đây chùa đây, cái chùa Phật Sư Tư đây. Chiều mình đeo giá mà vô chùa đó đẹp lắm. Tượng Phật hai mặt đẹp lắm. Đeo gõ gần đây luôn này. Đó, đeo giá chỗ tượng Phật đó. Chưa làm giấy trong chùa hả? Chưa làm giấy. Nếu làm giấy nữa là kiếm cái khác. Có số đá, bây giờ có số đá thì được. Đó, sườn hồ đó. Anh ở đây hồi trước là mấy nhà nghèo là bây giờ giàu hết trơn vậy. Có tiền tỷ trước vậy. Chứ ở đây bây giờ mấy đứa nhà nó đi phin nước phin đó cô. Nó buôn bán ngon lắm. Que không hiểu nó buôn bán một là 10. Nó nhiều thằng tỷ tỷ không. Hồi trước ở đây là nhà lầu ít lắm. Mà bị nhà tọt là nhiều. Bữa nay nhà lầu nhiều hơn nhà tọt luôn. Bữa nay là làm cái gì cho có ấy rồi chứ. Yeah, maybe they put on a purpose. Anyway, it's still clean. Yeah, still clean. Compared to English Bay, this like is so clean. You can drink this. Đâu chỗ nào san hô đẹp? Tại đây san hô mềm không hả chú? Đó. Đó. Đó, san hô đó. Đá nằm đùm á. Nước đây là trong con nó xuống. Ở đây không có sườn hô cứng mà được cái sườn hô mềm á. Có được rồi. Đây được cái sườn hô mềm đó. Đó sườn hô mềm đó. Đó sườn hô đó. Ừ. Đó được không? Đó ra ra lọ ở đây thì lại sườn hô đó không mà. Thấy cái bóng đầu không? Đó sườn hô đó. Đó. Đó nó đụng đưa đó. Chùm nhiều quá, ở đây con chùm nhiều quá trời luôn. Ồ, snack over there. The green one. Now I'm scared.
giờ hồng lúa nó cao đó. Không biết tại vì nó có cái này dễ lặn thì mình còn sợ. Sao mà nó nó biết bơi á, mà nó quen. Nó biết bơi á, vậy chưa con ra tới chỗ san hô. Ở đây đẹp nè. Oh, something ngầu. Có cá kìa. Ngầu chứ, đi ngầu chứ. Đây ngầu chứ, đây ngầu chứ. Đây ngầu chứ, rộng thoải mái đi chứ. Nó rộng mà. Cái fish show đấy. Coi ngồi, coi người nước đồng. Có phải tính ngộ. Biển đây nó im mà do mô tô nước rồi nó chạy quen nó trồng trên thôi chứ con. This is my life in Vietnam. My life in Vietnam. Can you imagine? Cá sương hồ á. Trong đây là sương hồ cứng này. Trong đây là sương này, sương này, sương hồ đây mình tắm là đứt chân này. Bén. Ừ, nó bén á. Còn nếu ở ngoài kia là toàn bộ sương hồ mềm. Ở đây chỉ không có sương hồ màu đỏ với màu hồng thôi, còn như sương hồ nào cũng có. Rồi do nha trang của quốc người ta nó cấy á, nó mướn mình hơi nó lạnh á. Nó cấy gì nó đẹp. Mà vừa đầu xưa Tâm Nha Trang bị chết hết trơn mà ô nhiễm đó, sương hồ đó, sương hồ mềm mà cứng như cao su vậy. Đúng là ngắm sương hồ thì ngắm sương hồ thì chúng lên truyền thống này mới ngắm được thấy nhiều. Chứ lậu xuống là nó không có bao nhiêu, mình coi nó không đầy đủ, chỉ cái lời truyền thống này mới ngắm nhiều thôi. Còn ở đây là bảo tồn sương hô thôi, còn kéo mắm là người ta bắt khách á. Ở đây là dân làng chài mà. Lớn nhỏ cũng bắt luôn. À, đánh đứt cũng bắt khách. Mẹ mùa này ít kéo lắm, cỡ tháng 9, tháng 10 là kéo nhiều lắm. Nó vô đây này, nó nít này, nước lờ á. Còn bây giờ nước nó trong quét vậy, nó giật hết. Bữa nay có con kéo nào cỡ 1 ký nửa ký mà ông cầm súng kìa mà ông bắn nhất rồi. Súng như em nhái á chú. Nó lậu cái đêm, như cái đằng pin nữa. Rồi nó mặc vô rồi nó bỏ hai tay quạt vô rồi nó quạt một cái nó đi. Nó bánh cả đêm mà. Ở đây làm cỡ bắt đầu nửa tháng 8 bắt đầu là xong hồ gió. Giờ đầu hôm nay mới cũng mới bão chứ bão số 2 vô vô nhập rồi. Đổ lên là cũng bây giờ đổ lên là ngót khách rồi, chỉ có bữa thứ bảy thứ nhật nó đông đông chút để công ty vậy chứ còn cái giờ vô học. À, sương hồ mềm đó, đây sương hồ mềm nó màu cũng này, màu sắc cũng đầy đủ đó. Bây giờ bắt đầu 12 giờ bắt đầu nó cạn xuống 5 mét rồi ạ. Nãy hồi sáng là ngập hồng lốt đây này. Bây giờ nó cạn biết tới 12 giờ kia luôn, bây giờ nó lên lại. Thì tiêu nó lên xuống nữa. Đám sương hồ màu đám sương hồ cứng này mà nó nhìn màu xanh đó, nó màu xanh đó. Nó màu xanh. Đó. Nó nhiều chỗ như sâu. Kẻ nhờ ơi, pha cuối mô tô này kẻ nhờ, lái nha.
Nó có khúc bá cột đây là đẹp không? Còn mấy chỗ nào cũng có sương hô đó mà là không đẹp. Nếu là Bình Định là chỉ có chỗ đây là nhiều đẹp nhất thôi. Đây sương hô đây nó giòn rụm mà nhiều bánh tráng vậy á, đứng đứng ngay biển nó rốt rốt không? Cũng bè nó thấu lắm, cái này nó im. This is gonna cool your hands. Nước nó lờ lờ, nó ké nó bị dồn rất là nhiều, nước nó đông quá kia. Mùa đông là mấy người đây này có tới 9 tháng 10 mấy người câu gành á, bè ngọc mấy lối này câu gành ké nhiều lắm. Có không? Bè có nhiều lắm, có tới 9 tháng 10 á, bè ngọc đây này, bè ngọc e canh luôn mà. Có màu ruốc á, mùa đông nó có ruốc nữa. Đây là sương hô mềm. Tại mềm. Chỗ đây là sau này trước sau không có đại gia nào cũng về ở. Chỗ này cái bãi này. Hả? Còn lạnh trước sau không có đại gia nào ở. Chỗ đó. Bây giờ lần lần càng sâu. Giờ vừa đeo vừa đây là hết sương hô luôn. Nó bảo đi sương hô. Bữa nay chiếc gì ca sống hay sao? Đây là do mấy nước ép á. Mấy nước ép á. Ở đây là nó không có cửa gì hết á. Là nó tự vô, nó tự ra. Ở đây mà nếu mà nước nó lò nó ra cục á, là nó không sống luôn, là tàu giá nó sống không cục không, nó sống rất. Bỏ tiền vô.